Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim Loài người trốn vào trong một thành phố khép kín, cứ đến 30 tuổi là sẽ bị giết. Cuộc đua của Logan. Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ 23. Chiến tranh, môi trường ô nhiễm giết chết một số rất lớn người trên trái đất. Những người may mắn sống sót tập trung trong một thành phố có đỉnh chóp tròn rất lớn. Ở đây, ai khống chế mọi thứ? Đứa trẻ vừa sinh ra đã được sắp đặt sẵn cuộc đời, hoặc là sẽ trở thành cảnh sát của đội tuần tra, hoặc là một cư dân bình thường. Trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một viên đá thủy tinh được gọi là chuông sinh mạng. Màu sắc của nó tương ứng với màu quần áo của cư dân. Theo tuổi tác lớn dần, nó sẽ đổi màu. Tuổi lớn nhất là màu đỏ, tương ứng với đó là quần áo màu đỏ. Đồng thời, người ở đây cũng không cần làm việc, ngày nào cũng chỉ cần lo việc hưởng thụ là được. Nhưng mà có một điều kiện là, cứ đến 30 tuổi, cư dân sẽ phải tham gia nghi thức chuyển đời. Đây là một chương trình giải trí của thành phố. Trước khi nghi thức bắt đầu, những người tham gia nghi thức sẽ đứng thành một vòng tròn. Trong bầu trời có ánh sáng màu trắng, nó sẽ hút họ lên. Đến lúc khi lên đến chỗ cao nhất, thì họ sẽ bị nổ, như là cho nổ pháo hoa vậy. Rất hoành tráng, rất đẹp. Các cư dân đều nhất trí cho rằng chỉ như vậy thì họ mới được đầu thai. Hôm nay chết qua một khoảng thời gian là bạn sẽ biến thành trẻ sơ sinh. Nhưng chắc chắn đây đều là những lời nói dối. Chết là chết. Những khán giả đang ngồi vòng quanh như bị tẩy não vậy, hoan hô như điên. Nam chính là một viên cảnh sát, tên là Logan số 6, cũng tức là trước nam chính đã có 5 đời rồi. Công việc của anh là tiêu diệt những người không tham gia vào nghi thức chuyển kiếp. Trong nghi thức chuyển kiếp hôm nay, máy thông báo của nam chính reo lên. Thì ra xung quanh đó có một người bỏ trốn. Nam chính và đồng đội vội vàng đi qua. Bọn họ rất nhanh thôi đã trừ khử được kẻ bỏ trốn. Sau khi lấy đi những vật phẩm cá nhân, nam chính để anh ta lại cho người dọn dẹp. Người dọn dẹp phun một chất gì đó lên người người kia, người đó biến mất ngay lập tức. Đến tối, nam chính dùng điều khiển gọi một em gái đến. Cô ấy chính là nữ chính của phim này. Trong thành phố cũ, không cần yêu đương. Nếu như bạn muốn tìm niềm vui, chỉ cần để mình vào trong máy tuần hoàn. Như vậy thì hệ thống sẽ tự động tìm đối tượng cho bạn. Không hài lòng thì có thể đổi được. Cô nữ chính không hề thấy hứng thú. Cô chỉ muốn xem cuộc sống của cảnh sát thế nào thôi. Đồng thời, nữ chính không tin vào nghi thức chuyển kiếp. Cô cho rằng những người đó đều bị giết. Nam chính lập tức lấy súng ra dọa cô. Nữ chính vội vàng nói, cô không phải kẻ chạy trốn. Đúng lúc này, đồng đội của anh đưa hai cô gái vào. Nữ chính vội vàng nhân cơ hội đó rời đi. Hôm sau, nam chính cầm những món đồ cá nhân tịch thu được đặt vào chiếc máy trong phòng điều khiển. Vốn dĩ là những thứ này đều sẽ bị hút đi, nhưng hôm nay chiếc máy không hút đi. Thì ra trong đống đồ có một vật cấm, là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa tượng trưng cho nơi tị nạn. Nghe nói nơi tị nạn đó có 1056 người chạy trốn. Hệ thống máy muốn nam chính mang chìa khóa đi, ngụy trang thành người chạy trốn, đi tìm nơi tị nạn đó, để nam chính ngụy trang giống hơn. Hệ thống còn lấy mất thời gian 4 năm của nam chính, để chuông sinh mạng của anh chuyển thành màu đỏ. Nam chính ngơ ngác, hỏi xem sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì liệu anh có lấy lại được thời gian 4 năm không. Hệ thống không trả lời, anh chỉ có thể rời đi. Nam chính tìm được nữ chính, vì nữ chính cũng đeo trên người một chiếc chìa khóa như vậy. Nam chính muốn để nữ chính đưa mình đến nơi tị nạn. Nữ chính không trả lời ngay, mà thay vào đó cô liên hệ với những người bạn của cô. Bạn bè đều cho rằng nam chính không tin được, bảo nữ chính dụ nam chính qua để giết nam chính. Nữ chính chỉ có thể làm theo, dẫn nam chính đến trung tâm giải trí. Vậy mà vẫn chưa đợi bạn ra tay, máy cảnh báo của nam chính lại vang lên. Theo thói quen nghề nghiệp, nam chính đưa nữ chính theo. Hai người đến một nhà thờ, có một số người rất dã định tấn công họ. May mà nam chính có súng, làm đám người kia sợ chạy mất. Không bao lâu sau thì hai người tìm thấy người chạy trốn, là một cái cô gái. Nhưng nam chính không giết cô, ngược lại còn cho cô một số thứ đi phòng thân thôi. Điều không được được là đồng đội của anh cũng đến. Nhìn thấy tất cả mọi thứ này, hai người vừa đi xong anh kia đã xử lý kẻ chạy trốn. Cùng lúc đó nữ chính cũng đã hoàn toàn tin tưởng nữ chính. Cô còn nói cho nam chính chuyện lúc trước cô định giết nam chính. Sau đó hai người đến trung tâm y tế. Nam chính chuẩn bị thay đổi khuôn mặt, sau đó tiếp tục chạy trốn. Vậy mà điều không ngờ đến là bác sĩ này cũng là một kẻ chạy trốn. Anh ta nhận được mệnh lệnh của bạn nữ chính phải giết nam chính và khởi động tia laser có thể gây chết người. Nam chính phát hiện ra điều gì không đúng, lập tức đánh nhau với bác sĩ. Cùng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, nam chính ấn bác sĩ xuống giường bệnh, đồng thời khiến tia laser tiêu diệt anh kia. Khi hai người rời đi còn gặp đồng đội. Đồng đội rất tức chuyện nam chính thả người bỏ trốn đi. Nam chính chỉ đành đánh ngã đồng đội. Dưới sự dẫn dắt của nữ chính, anh xuống dưới hầm. Nam chính tưởng đây là nơi tránh nạn nên ấn chuông cảnh báo. Thì ra mọi điều nam chính làm đều là để hoàn thành nhiệm vụ. Trung tâm chỉ huy lập tức cử người. Đồng thời, kẻ chạy trốn dùng vũ khí chĩa vào hai người. May mà nữ chính cật lực khuyên bảo nên những người này mới bỏ vũ khí xuống. Kẻ chạy trốn nói đây không phải nơi tránh nạn, để hai người đó tiếp tục đi. Vậy mà vào lúc này, cảnh sát xông vào. Bọn họ không nói gì đã bắt đầu xông vào đánh nhau. Kẻ chạy trốn bỗng gặp phải sự truy lùng. Lúc này đồng đội cũng phát hiện ra hai người. Anh ta nói với nam chính, bây giờ giết nữ chính vẫn còn kịp. Nam chính không nghe, anh ta nổ súng. Hai người trốn vào một cách cửa có mật mã. Nam chính định dùng chìa khóa của nữ chính để mở cửa,
nhưng kết quả là hoảng quá nên làm rơi chìa khóa vào trong nước. May mà nam chính còn có một chiếc. Hai người mở ra xong vội vàng trốn ra, đồng đội cũng nhanh chóng chạy qua. Tuy không kịp thời vào, nhưng tên này tìm được chìa khóa dưới nước. Hai người nam chính thấy rất nhiều bầy cá. Hiển nhiên, số cá này là để cung cấp cho cư dân. Đúng lúc này đồng đội chạy đến. Anh ta bắn vỡ bể kính, để nước biển đổ vào. Nam chính vội vàng mở một cánh cửa ra, đưa nữ chính trốn vào. Anh vô tình khởi động cửa điện, hai người đi vào một căn hầm băng. Ở đó có một người máy, nam chính hỏi nó về tung tích của nơi trú nạn. Vậy mà người máy lại đưa hai người vào một căn phòng để đồ đông lạnh, trong đó có rất nhiều thi thể. Chuyện gì thế này? Người máy nói, chỗ này từng chứa một lượng lớn sinh vật biển để cung cấp thực phẩm cho cư dân thành phố, nhưng sau đó hải sản bị ăn hết rồi. Vừa hay những kẻ chạy trốn cứ chạy đến đây. Vậy nên người máy cho bọn họ bị đông lạnh luôn, gia công thành đồ ăn để cung cấp cho cư dân thành phố. Người máy muốn đóng đá hai người bọn họ. Nam chính vội vàng dùng súng tấn công người máy. Trong sự hỗn loạn, băng trên nóc sụp xuống. Hai người vội vàng trốn ra. Nhìn ánh mặt trời khi vừa mọc, hai người không biết đó là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng bọn họ đã trốn ra khỏi thành phố này rồi. Hoa cỏ cây cối bên ngoài đối với bọn họ mà nói đều là những điều mới mẻ, mà trong quãng thời gian chung sống khiến tình cảm của hai người có nhiều tiến triển. Họ đến Washington, cây cối um tùm, còn nhìn thấy tượng của Lincoln. Trong quá trình tìm lại sự sống, hai người cuối cùng cũng tìm được người sống, là một ông lão râu tóc bạc phơ. Vì lúc trước chưa bao giờ gặp người già, vậy nên hai người đều thấy rất kinh ngạc. Nữ chính tò mò đến mức còn sờ vào nếp nhăn của người già. Người già nói ở đây không hề có nơi nào là nơi trú ẩn cả. Đang nói chuyện thì đồng đội cũng đuổi đến. Anh ta cầm súng chĩa vào nam chính, còn nam chính thì bảo đồng đội xem lòng bàn tay xem, thì ra chung sinh mạng đó đã mất đi năng lượng rồi, điều đó có nghĩa là họ được tự do rồi. Vậy mà người đồng đội kia không hề tin. Nữ chính tìm cơ hội vứt súng của đồng đội đi. Đồng đội nhảy xuống đánh nhau với nam chính, cuối cùng nam chính đánh chết đồng đội. Trải qua mọi chuyện, nữ chính muốn ở lại cùng nam chính ở bên nhau đến già, nhưng nam chính thì muốn quay lại thành phố cũ, bởi vì ở đó ngày nào cũng có người bị giết. Không giải quyết chuyện này thì anh không yên tâm được. Nữ chính bị anh thuyết phục, hai người còn đưa người già theo, bởi vì cư dân chỉ cần nhìn thấy ông thì mới tin. Trong quá trình đi đến, người già nói vốn trong hồ có rất nhiều cá, nhưng sau đó thì biến mất hết. Rất dễ hiểu, cá bị thành phố kia ăn hết rồi. Ba người rất nhanh đã đi đến thành phố kia, nhưng bắt buộc phải lặn xuống nước thì mới vào được thành phố. Với sức khỏe của người già, chắc chắn là anh không làm được. Hai người chỉ đành để lại người già rồi lặn vào nước. Lúc này thành phố lại đang thực hiện nghi lễ chuyển kiếp. Nam chính hét lớn vào đám đông, mọi người đều không cần phải chết năm 30 tuổi, ai cũng có thể sống được. Vậy nhưng cư dân không thèm nghe. Lúc này cảnh sát cũng tiến đến, bắt hai người về trung tâm chỉ huy. Lúc này hệ thống máy móc muốn lấy tin tức về nơi trú nạn từ trong não nam chính, vậy mà chỉ nhìn thấy những cơ thể bị đóng băng và mặt trời đang mọc, người da tóc trắng. Hệ thống máy móc không tiếp nhận được những tin tức này, hệ thống bị hỏng. Còn nam chính thì nhân cơ hội tấn công cảnh sát, đưa nữ chính trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, cả thành phố bị nổ. Đám người hỗn loạn, dân cư chạy ra từ trong thành phố. Họ nhìn thấy gương mặt đầy râu trắng của người già, bọn họ rất kinh ngạc, thì ra loài người có thể sống lâu như vậy. Mọi người tò mò lần lượt sờ vào người ông già. Nam nữ chính nhìn thấy cảnh này, cười hạnh phúc, cả phim kết thúc. Về hoàn cảnh câu chuyện thì không được nói rõ. Tôi đoán có lẽ là thế này. Đầu tiên là trong thế giới tương lai, trái đất không bị hủy diệt, chỉ là không hợp để sống nữa. Điều này đoán được vì nam chính trốn ra ngoài, còn kẻ thống trị tự ý thành lập thành phố khép kín để cư dân thành phố sinh sống. Nhưng lập nên nơi trú nạn lớn như vậy thì chắc chắn phải chi rất nhiều tiền, thế nên chỉ có người giàu mới vào sống được. Trong thành phố cũng chỉ có nơi vui chơi chứ không có nơi làm việc. Người giàu sống thoải mái ở đây, nhưng đến 30 tuổi là phải chết. Còn những người nghèo bên ngoài cũng không sống tốt được, vì môi trường bị ô nhiễm nên không có mấy ai sống được. Nhưng ít nhất họ tự do, có thể quản lý được quyền sống chết của mình. Phim được sản xuất năm 1976. Câu chuyện rất thú vị. Bạn muốn sống thoải mái đến 30 tuổi hay là sống khổ cực đến già? Hãy comment ở dưới nhé. Tôi muốn mọi người cùng tìm hiểu. Cuối cùng là nếu thích review kể chuyện thì đừng quên follow nhé.